Đây tới đây dương chín nè. Cho mình hái tới đây hai trái đi. Nói chung thì nó cũng dễ hái các bạn. Đây cái này chín nó dần ươm luôn rồi. Này các bạn, hai trái nha. Đó, mình sẽ hái hai trái này đem lại thằng Biếu cho bà ngoại ngoại ăn thử nha. Rồi. Ngoại ơi. Sao anh? Đang làm gì vậy? Cây chín mấy trái đem lại cho ngoại ăn nè. Cái này là gì vậy? Biết cái gì không? Không biết thì hả? Đó giờ không biết luôn hả? Rồi đón thử, đón người ta gì? Đi kia ma hả? Đây này tới vú sữa. Rồi, ok, mến chào quý anh chị, bà con, cô bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì ngày mới, chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Thì hôm nay Lúa đang ở trước nhà mình nha các bạn. Thì hôm trước mình có chia sẻ một video về cây vú sữa hoàng kim á. Thì hôm trước nó chín được có một trái à. Thì hôm nay nó chín hết luôn nè. Cây vú sữa mình ra được 5 trái các bạn, trái đầu tiên nha. Thì chín được 5 trái, nó này nó chín vàng ươm hết trơn rồi nè. Đó. Ha. Thì sẵn tiện hôm nay nó chín á. Mình ra mình quay cho các bạn xem luôn, bởi vì mình hái mấy trái sẵn lại mình biếu bà ngoại mình luôn các bạn. Bà ngoại mình nay cũng gần 80 tuổi rồi. Thì cũng già, sống một mình. Thì ngoại từ trước giờ ngoại cũng không biết tới cái trái vú sữa hoàng kim này nó như thế nào các bạn, để mình đem lại mình cho ngoại ăn thử cho ngoại biết không. Mà ngoại nhận diện được cái trái này không các bạn. Giờ mình sẽ hái đó. Rồi mình đem lại mình biếu bà ngoại mình nha. Đó. Rồi mời các bạn theo dõi video của mình ha. Mình kiếm cái nào nó gần chín nhất các bạn ơi. Mình rờ đây tới này gần chín nè. Rồi mình hái tới này hai trái đi. Nói chung thì nó cũng dễ hái các bạn. Đây tới này chín nó dần ươm luôn rồi nè. Hai tới này còn cái kia thì để lại. Đây này. Này các bạn, hai trái ha. Này cái cây vú sữa mình nó chín có 6 trái à. Hôm trước chín một trái mình hái rồi. Giờ còn lại hai trái để lại bé Khang. Đó, mình sẽ hái hai trái này đem lại tặng biếu cho bà ngoại, ngoại ăn thử nha. Ok các bạn ơi, thì cửa nhà của mình cách nhà bà ngoại cũng khoảng hai căn nhà bạn. Đây thì nhà bên đây là nhà của anh ba mình, bên đây là nhà của ông anh. Đó, để mình đi lại nhà ngoại, mình đem mấy trái vú sữa này là cho ngoại ăn thử nha. Đó giờ ngoại cũng không biết cái này là trái gì luôn nữa. Đây là lỗ phía trước nhà mình ha, để mình đi lại trước nhà ngoại. Đây, nhà ngoài ở cái chỗ này nha. Ngoài giờ chắc đang ngủ trưa thì đâu không thấy ngoài. Đó, thì ngoài ở một mình, kế bên là nhà ông cậu của mình. Ở đây cũng nhà cậu luôn ha. Ngoại ơi! Sao ngoại? Đang làm gì vậy?
Cây chín mấy trái đem lại cho ngoại ăn nè. Cái này cái gì ạ? Biết cái gì không? Không. Không biết thì hả? Thiệt. Đó giờ không biết luôn hả? Rồi đoán thử, đoán người ta gì? Chè kê hay chè lụ gì đó. Ly kia ma hả? Ừ. Cái này tới vú sữa. Vú sữa hả? Hồi đó giờ không có ăn. Ăn thử coi. Ừ. Chín này chín chưa? Hả? Này chín chưa? Chín rồi đó. Để con lấy dao con cắt ra cho ngoại ăn thử. Có dao nhỏ không ngoại? Nó lấy dao này đi. Như ra ngoài đây nè, à, cắt thử. Để bạn nè, để bạn. Có cái kim. Lấy. Mày trồng hả? Ừ. Nay trồng năm mấy mới có trái đó, ăn thử là ngon không? Hổm chín trái còn ăn rồi. Này nó mới vừa chín trái à. Giống tới sữa không? Ừ. Này đây là cái hộp của nó nè. Cái này cũng mềm ăn được đó, mẹ ngoại cắt ra ăn thử thôi. Ăn thử đánh giá thử coi tầm ngon không? Tới chín cây ngon lắm á. Không ăn trái rồi thấy ngon. Được không? Được. Ngon không? Vú sữa hoàng kim đó nha. Đó giờ không biết trái này luôn hả? Đâu biết, đâu có ăn đâu biết. Gốc nó Đài Loan. Có từ Đài Loan đó. Thăm bạn con nó bán cho con hai cây chậm. Ngay được số trái à. Chín hết trơn rồi, đã còn mấy trái chín nữa. Ăn hái bà cho bà mấy trái ăn thử nè. Còn trái chổng để sợ nó chưa chín tới, ngoài lấy trái chổng ăn từ từ luôn. Ngạn luôn đi, cái kia con ăn rồi. Một giống hộp vú sữa quá nha. Này nói vú sữa mà. Vú sữa mà, vú sữa Đài Loan đây hả? Vú sữa Đài Loan đó, vú sữa hoàng kim đó. Ừ. Bỏ hộp nha, đừng ngấy hộp nha. Này, ăn thì trời, ăn nước gì chơi. Đấy, nãy giờ ăn cơm nước gì chưa? Cơm trưa hả? Ừ. Không, nãy ăn. Rồi sáng ăn gì rồi? Cơm. Cơm gì? Cơm nước rồi. Đây có ông vô ông xịt thuốc rồi vậy? Đi nhậu rồi. Nhậu hả? Ngon không? Được. Không ngủ trưa giấc đi. Nãy đi chạy ngang thấy mà ngoài ngủ trưa mà. Nằm đó chứ ngủ trưa gì? Ừ. Không có ngủ trưa. Trời đất ơi. Cái đồ làm rồi, đồ cầm vậy đó hả? Ừ, có cái này là cái máy quay của con. Ngồi vậy ăn đi. Thấy được không? Đó giờ không biết cái này luôn hả? Lần đầu tiên luôn hả? Nó giống với hồi sữa không ngoại? Vừa vào đây còn cắt cho. Vừa vào đây còn cắt. Ừ, thì này nó cũng giống nhưng mà nó giống giống y hệt như trái Likima thôi. Nó vàng vàng. Đây nồi cơm mua sẵn cho ngoài để ngoài nấu biết nha. Có hết tủ lạnh nha. Này gãy phần hả bác? Rồi. Em mà đi về nhà các bạn ơi. Rồi con về nha ngoại. Bây giờ chuẩn bị về nhà. Rồi, thôi chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Mới chào các bạn nha.